Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ vào bếp để chia sẻ với các bạn một món cà ri đậu hũ rất là ngon và nấu kèm với các loại rau củ quả cực kỳ bổ dưỡng. Và làm sao để chúng ta làm được một món vừa ngon vừa bổ dưỡng, cách nấu làm sao để cho nó đơn giản nhất thì mình mời các bạn sẽ vào bếp cùng với mình ngay bây giờ các bạn nhé. Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ vào bếp để chia sẻ với các bạn cách nấu món cà ri đậu hũ với cả rau củ quả các bạn nhé. Ở đây thì các bạn sẽ sử dụng cho mình 2 bìa đậu 300g đã chiên vàng được như thế này rồi. Các bạn có thể thái hình vuông, hình chữ nhật hoặc là hình tam giác như thế này đều được các bạn nhé. Và món cà ri này thì mình sẽ nấu cùng nấm hải sản, nấm đông cô, ớt. Ớt này mình sử dụng ớt sừng thì nó sẽ không bị cay nhiều như là cái ớt chỉ thiên, mà nó lại còn có nhiều giàu vitamin A nữa, rất là ngon các bạn nhé. Và đây là đậu đỗ, các bạn sẽ thái hạt lựu này, cà rốt cũng thái hạt lựu như thế này. Và gia vị để làm món này, các bạn hãy chuẩn bị 5 củ sả bằm nhỏ, hành củ các bạn có thể sử dụng nhiều ít tùy, nước nghệ 2 thìa canh, bột cà ri 20g, rau mùi để trang trí, và một muỗng cà phê bột nêm, một muỗng cà phê tiêu và một muỗng cà phê bột ngọt. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay vào làm luôn nhé. Các bạn sẽ chuẩn bị chảo, sau đó các bạn cho 2 thìa canh dầu ăn vào đây. Với cái món này mình sẽ xào trước cái phần bột cà ri để khi mà nấu ấy, nó sẽ được ngon và nó đều hết vào cái phần rau củ quả, nó không bị lợn cợn các bạn nhé. Các bạn sẽ làm nóng dầu, sau đó các bạn sẽ cho sả bằm vào đây. Phần sả bằm này các bạn hãy phi cho nó thật là vàng luôn. Thấy cái phần sả nó đã dậy lên mùi thơm rồi thì bây giờ các bạn sẽ cho cái phần hành khô vào đây để các bạn phi vàng nó lên nhé. Với các cái món chay ấy, thì các bạn sẽ thấy là ăn nó không những cần phải đủ dinh dưỡng mà còn nên sử dụng các cái đồ tươi sống. Bởi vì là mình thấy một số người ăn chay mà ăn nhiều các cái sản phẩm mà người ta chế biến sẵn ấy, nó thiếu chất, thậm chí là thiếu chất. Mà thường khi mà các bạn ăn chay thì các bạn sẽ thấy là cơ thể của chúng ta sẽ dung nạp được các cái dưỡng chất nhiều nhất, bởi vì là chúng ta ăn đồ tươi sống. Còn nếu như mà các bạn mà ăn quá là nhiều đồ đóng gói ấy, thì nó sẽ không có tốt cho sức khỏe của mình đâu, bởi vì nó còn có cả chất bảo quản nữa. Chính vì vậy mà khi mà chúng ta chuyển sang cái chế độ ăn chay hoặc là ăn healthy ấy, thì các bạn nên lựa chọn các cái thực phẩm tươi để chúng ta chế biến các cái món ăn để cung cấp được dinh dưỡng cho cơ thể các bạn nhé. Khi mà các bạn thấy cái phần là hành và sả bắt đầu vàng thơm lên như thế này rồi, đây thì các bạn sẽ cho cái phần bột cà ri vào để các bạn xào. Và khi mà các bạn xào như vậy rồi thì đừng quên cho vào một thìa nước nghệ nhé, nó sẽ làm cho món này rất là ngon và lại còn phòng chống được các bệnh về ung thư nữa. Các bạn cho gia vị vào đây, các bạn xào để cho cái phần gia vị này nó tan. Tiếp nữa là các bạn sẽ cho các loại rau củ quả và nấm vào để mình xào qua.
thơm quá các bạn. Món cà ri này ăn sẽ rất là ngon mà lại còn đầy đủ dưỡng chất nữa. Các bạn nhìn có hấp dẫn không? Sau khi mà các bạn đã xào sơ qua được cái phần nấm này rồi thì bây giờ các bạn sẽ cho vào đây là 300ml nước lọc. Sau đó các bạn cho phần đậu hũ vào đây. Các bạn nhấn phần đậu xuống để cho nó thấm đều gia vị. Các bạn có thể sử dụng các loại rau củ quả nào mà các bạn đang sẵn có nhé, không cần nhất thiết phải giống mình. Nhưng mà đậu hũ là rất là tiện, chúng ta có thể mua được bất cứ ở nơi đâu đúng không các bạn? Các bạn có thể sử dụng cà rốt, khoai môn, cà tím, cà gái dê là những cái loại cà, cũng như là các cái thực phẩm mà mình có thể lựa chọn ở bất cứ đâu các bạn nhé. Bây giờ thì các bạn sẽ đun sôi cái phần nước này lên. Và các bạn với các cái món cà ri thì nó sẽ yêu cầu cái độ mềm và thấm gia vị. Chính vì vậy mà tính từ lúc nước sôi các bạn sẽ nấu thêm cho mình 30 phút. Sau khi mà các bạn đã nấu được 30 phút với lửa nhỏ liu riu như thế này rồi thì bây giờ các bạn sẽ tắt bếp nhé. Và lúc này hãy kiểm tra xem là gia vị đã vừa chưa nêm nếm làm sao phù hợp với khẩu vị gia đình nhà mình các bạn nhé. Đừng quên làm điều đó, bởi vì nhà mình thì ăn hơi nhạt cho nên là mình chỉ nêm từng đó gia vị thôi. Còn nếu như mà nhà ai mà ăn mặn hơn một chút thì có thể thêm một chút xíu bột nêm nhé. Tuy nhiên các cái món ăn nhạt sẽ tốt hơn cho thận, chính vì vậy mà các bạn cũng dần dần mình từ bỏ cái thói quen ăn mặn đi để giảm ăn nhạt, để tốt cho sức khỏe hơn các bạn nha. Đấy, các bạn thấy không, cái món này nó rất là ngon này, đậu phụ thì thấm vị, cũng như là nấu kèm với các loại nấm và rau củ quả thì chín mềm, ăn ngon cực kỳ luôn các bạn. Bây giờ thì các bạn sẽ múc cái phần cà ri đậu ra một cái tô sâu lòng nhé, bởi vì các cái món cà ri mình nấu là nó sẽ hơi có một chút nước, sốt một chút. Món cà ri này là phải có hơi cay cay một chút các bạn nha. Còn nếu như mà các bạn không ăn được cay, các bạn đừng bỏ thêm ớt. Bây giờ thêm nước sốt vào nha. Thêm nước sốt nè. Đó. Bây giờ đừng quên thêm một chút rau mùi lên phía trên như thế này các bạn nhé. Các bạn sẽ thấy món này rất là ngon và hấp dẫn. Đặc biệt là các cái loại nấm thì cung cấp một cái lượng vitamin C cũng như là vitamin D cực kỳ tốt cho cơ thể, giúp cho xương của chúng ta được chắc khỏe. Chính vì vậy mà mỗi một tuần hãy bổ sung từ 2 đến 3 bữa nấm. Các bạn có thể nấu cà ri hoặc là kho nước tương, hoặc là đơn giản là ăn lẩu thôi cũng được. Và đến đây thì mình xin kết thúc video ở đây nha. Chúc các bạn sẽ có thật là nhiều món ăn chay ngon và cách nấu làm sao để cho tốt cho sức khỏe từ các loại nấm cũng như là rau củ quả. Và mình hy vọng video này sẽ truyền tải đến các bạn điều đó. Và chúc các bạn sẽ có thật nhiều món ăn ngon các bạn nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video kế tiếp của mình các bạn nha.